Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận chung kết bóng chuyền hơi nam nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nam nữ của câu lạc bộ bóng chuyền hơi Bình Định và đội tuyển bóng chuyền hơi nam nữ của câu lạc bộ bóng chuyền hơi Xóm Trại trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi do Hội nông dân xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Ở trận đấu này thì các cầu thủ của câu lạc bộ Xóm Trại phía gần màn ảnh các bạn và các cầu thủ của câu lạc bộ Xóm Bình Định phía xa màn ảnh các bạn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Cũng báo cáo với các bạn là ở giải đấu này thì ban tổ chức đã có bình luận. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. 15 Trận chung kết giữa Bình Định và xóm trại. Bình Định trước màn ảnh, xóm trại xa màn ảnh. Xóm trại đã bóng ra ngoài, điểm tiếp cho Bình Định 2-0. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ thời điểm cho đến đây 12-9. Bóng trong sân, điểm đổi điểm cho đơn vị 13-9. Như vậy là kết thúc set đấu thứ hai thì hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Hai đội phải vào phân định thắng thua bằng set đấu thứ ba. Báo cáo các bạn là ở set đấu thứ ba thì trận set đấu rất dài, hơn 20 phút thôi. Nếu như mình đăng cả ba set vào thì nó dài quá. Set đấu thứ ba mình sẽ đăng sau.